Tủ sách Tín Thác mến chào anh chị em và các bạn. Tủ sách Tín Thác mến chào anh chị em và các bạn. Thưa anh chị em và các bạn, Tủ sách Tín Thác đang gửi đến anh chị em và các bạn cuốn sách thứ ba mang tựa đề Hành Trình Lòng Thương Xót. Hành Trình Lòng Thương Xót này chưa có đoạn kết vì vẫn còn đang đi. Và Hành Trình Lòng Thương Xót nó là một chặng dài có quá khứ, có hiện tại và hướng đến tương lai. Cho nên anh chị em nghe Hành Trình Lòng Thương Xót, có thể những câu chuyện nó xảy ra cách đây vài năm, có thể cái chuyện nó mới xảy ra cách đây một tuần, hoặc là chuyện nó đang xảy ra ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận lại, hôm nay Hành Trình Lòng Thương Xót xin gửi đến anh chị em và các bạn bài viết số 51 mang tựa đề Giọt Xót Giọt Thương, ghi lại một chuyện mới xảy ra cách đây khoảng 2 tuần. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe bài Giọt Xót Giọt Thương. Giọt Xót Giọt Thương. Con xin chia sẻ cảm nhận của con về đêm diễn nguyện chủ đề Giọt Xót Giọt Thương, Chủ nhật 23 tháng 6 2024. Ai nghĩ có quán cà phê nào mà lại có tượng Chúa và Đức Mẹ, lại có sân khấu để hát cho nhau nghe nhạc đạo và đời, lại có nơi để mà thì thầm nhỏ to với Chúa. Tất cả đều có chung một không gian như thế. Có ai nghĩ có được quán cà phê nào như vậy không? Ấy vậy mà, giữa nơi thành phố xô bồ, nhộn nhịp, trong một con hẻm nhỏ có một quán cà phê như thế. Quán ấy mang tên là Cà Phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Vậy là đã tròn 2 năm, quán Cà Phê Khát Vọng Lòng Thương Xót được thành hình. Bất giác nhìn lại, thời gian trôi qua nhanh thật. Nhìn lại thấy kẻ đến người đi, kẻ vào người ra, nhưng chắc trong họ luôn có điều gì đó chất chứa trong lòng về những ngày tháng từng sống với nhau trong mái ấm Khát Vọng Lòng Thương Xót. Tháng nào quán Cà Phê Khát Vọng cũng có chương trình diễn nguyện. Thoạt đầu cứ nghĩ, chắc là quán này làm ăn được lắm rồi, cho nên mới có nhiều kinh phí để tổ chức những chương trình lớn như thế. Nhưng không, chỉ có bàn tay Chúa nâng đỡ, quán mới có thể duy trì hoạt động như vậy cho đến bây giờ. Khi nghe anh Khoa và chị Trinh chia sẻ về những khó khăn của quán, còn không nghĩ là nhiều như thế. Nào là tiền sinh hoạt, tiền sửa chữa, tiền ăn uống, tiền bác ái, đủ mọi thứ tiền. Qua đó, con mới nhận thấy Chúa luôn giang tay che chở mái ấm Cà Phê Khát Vọng. Tuy rất thiếu thốn về kinh tế, nhưng lại rất giàu về lòng xót thương. Đây là lần thứ hai con được dự sinh nhật quán Cà Phê Khát Vọng. Còn nhớ những ngày đầu xuống quán, nhìn những anh phục vụ tay xâm trổ, khuôn mặt lạnh lùng, cảm giác trong con là sợ và ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện với họ. Nhưng dần dần,
cùng chia sẻ những câu chuyện, nghe về cuộc đời của họ, cùng tham gia những chuyến công tác bác ái và những đêm diễn nguyện. Từ từ, dường như lòng con đã mở ra với họ hơn. Con nhớ, cha có từng nói, nếu con không đến với họ, thì ai sẽ là người đến với họ? Vì họ đã mặc cảm về bản thân mình rồi, mà con còn đối xử với họ như thế thì con đâu có lòng thương xót. Câu nói đó làm con suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều là hình ảnh của Chúa. Đến với những người anh em ấy là đến với Chúa. Nếu con cứ chấp niệm họ là thế nọ thế kia, thì chính con mới là người xấu xa hơn họ. Được tham dự những đêm diễn nguyện của quán xuyên suốt 2 năm qua, con thấy quán càng ngày càng hoàn thiện về mọi mặt. Luôn cố gắng thay đổi trang trí để quán có bộ mặt mới, có không gian ấm cúng, thoải mái nhất có thể. Bên cạnh đó cũng không quên phần bên trong là xây dựng phần tâm hồn. Có góc nhỏ thì thầm, nơi mọi người có thể đến nhỏ to tâm sự với Chúa. Có tượng đài lòng Chúa thương xót với suối nước chảy róc rách đêm ngày. Như trái tim Chúa vẫn luôn tuôn trào máu và nước từ lòng thương xót trên đoàn con về nơi đây hành hương. Bên suối nước, mẹ đứng đó, thiết tha, dịu dàng, giang tay che chở chúng con nhờ mẹ đến với Chúa. Con cảm nhận được sự thay đổi của các cô chú thân hữu khát vọng rất nhiều. Từ trang phục, cách trình diễn, phong thái, giọng hát và cách thổi hồn vào bài hát, mọi thứ đều tốt hơn trước rất nhiều. Đến đây sinh hoạt nguyện cầu, các cô chú coi chúng con như con cái trong nhà, thân thiện, yêu thương, quan tâm chúng con, không ai là người xa lạ ở đây. Ngồi tham dự đêm diễn nguyện mà con không nghĩ là đã trôi qua 3 tiếng rưỡi. Để có chương trình thành công tốt đẹp như vậy, mọi người phải bỏ ra nhiều thời gian công sức tập dượt. Nhưng chỉ có 3 tiếng tổng dượt với ban nhạc thôi. Vì ai cũng bận rộn cơm áo gạo tiền, cũng không phải là ca sĩ nghệ sĩ chuyên nghiệp. Cho nên chỉ nhờ có Chúa Thánh Thần tác động mọi sự mới được như vậy. Đừng cậy vào sức mình. Còn nhớ cha vẫn nhắc nhở như thế. Không có ơn Chúa, chúng con không thể làm được gì hết. Background sân khấu thật đẹp. Vẫn là 2 dải lụa đỏ và trắng tượng trưng cho máu và nước từ trái tim Chúa với 2 giọt nhỏ xuống. Mỗi người chúng con có người là giọt xót, có người là giọt thương, góp với nhau thành giọt xót, giọt thương. Giống như 2 nhóm tín thác và khát vọng, tuy 2 nhưng là 1, vì cùng chung một lý tưởng, một mục đích là loan truyền lòng Chúa thương xót. Lạ thật, sinh nhật của mình nhưng lại đi tặng quà cho người khác. Khó có ai suy nghĩ được như thế. Mà dẫu có suy nghĩ như thế thì có dám làm hay không lại là chuyện khác. Mỗi người tham dự được tặng 1 chiếc ly và 1 cái muỗng. Khi va vào nhau tạo nên thanh âm lòng thương xót. Thanh âm lạ tai như một dàn nhạc đá đánh động lòng người. Mỗi tiết mục truyền tải những ý nghĩa riêng, nhưng mọi thứ đều quy về lòng thương xót Chúa. Cha mời các anh em khát vọng. Máy ấm Xuân Hợp lên nói về quá khứ của mình. Nghiện ngập cờ bạc, cá độ, hút sách, ăn chơi đủ kiểu. Nhưng đến đây, họ đã được Chúa biến đổi thành một con người mới. Họ đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Nơi đây là bến đỗ an toàn, là nơi trú ngụ bình an nhất, tránh xa được mọi cạm bẫy cám dỗ của ma quỷ. Họ chọn ở lại đây phục vụ vì lòng thương xót Chúa, không lương bổng, không lợi lộc, chỉ đơn giản là phục vụ, vậy thôi.
hình ảnh cô bán vé số bị khiếm khuyết về đôi mắt nhưng lại sáng về tâm hồn. Số phận của cô không may mắn khi không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng cô vẫn tin Chúa vì cô ấy chắc rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ cô ấy. Còn những người có đôi mắt sáng thì sao? Có đang lợi dụng mình có đôi mắt sáng để làm những điều xấu xa trái với lương tâm của chính mình? Tạ ơn Chúa đã cho đêm diễn nguyện diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn Cha và những người đã góp phần cho chương trình diễn ra tốt đẹp. Cho đi và yêu thương thật nhiều, con sẽ cố gắng được như thế. Con sẽ cầu nguyện để nhóm Khát Vọng sẽ luôn gắn kết, yêu thương, sẻ chia và vươn lên trên con đường lòng thương xót. Không ngại gian khó, chiến thắng cám dỗ, luôn tín thác và khát vọng lòng Chúa thương xót. Hát lên bài ca phục vụ, ra đi phục vụ vì Chúa Kitô. Kim Anh, thiện nguyện, tín thác. Tìm về nơi đây cùng vui với nhau, bên ly cà phê trà sữa ngon lành, vẻ kêu hà sang trong nắng long lành, say sưa đàn ca át tiếng mưa buồn. Mau mau về bên cà phê Khát Vọng, ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Buôn đi sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương. 2 năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để chứng kiến sự lớn lên của quán cà phê Khát Vọng qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Ở nơi góc nhỏ Khát Vọng này luôn có sự thay đổi. Không chỉ thay đổi về diện mạo quán, về cách thức tổ chức và dẫn dắt chương trình, mà còn là sự chuyển biến trong trái tim của mỗi con người nơi đây. Họ đã từng một thời bị quấn vào ham mê, danh lợi, tiền của, những thứ mà thế gian đeo đuổi. Nhưng giờ đây, hãy nhìn đi, qua bàn tay của Chúa, họ đã biến đổi hoàn toàn thành một con người mới. Họ được tái sinh trong Đức Kitô, được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Ngài, để rồi xuất hiện những con người hăng hái phục vụ, cống hiến hết mình. Vì lợi lộc hư danh sao? Không, mà vì một đấng giàu lòng thương xót đã dùng cái chết để cứu lấy họ, đã lấy máu và nước từ trái tim Ngài rửa sạch tội lỗi của họ. Thật tuyệt vời làm sao khi quán cà phê Khát Vọng được tạo thành từ những mảnh ghép, mảnh đời vỡ nát như thế. Chương trình dài hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng đối với con, nó như một cái chớp mắt. Từng bài hát, từng tiếng vỗ ly đã thật sự đưa con hòa mình vào thế giới kỳ diệu. Chúng con quây quần, họp nhau tại quán cà phê hàng tháng để ca ngợi Chúa, bỏ lại phía sau những bọn bề, những nỗi lo toan, cơm áo, gạo tiền. Tạ ơn Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con từng ngày. Chúa vẫn hiện diện trong từng tách cà phê, từng lời ca tiếng hát. Thật may mắn khi Chúa cho con cơ hội gặp gỡ Chúa cách đặc biệt như vậy. Lần này, chúng con được thử sức với tiểu phẩm bài ca phục vụ. Từng con người nhỏ bé đã từng bị thế gian lôi kéo sa ngã vào tội lỗi, từng coi mình là bá chủ thiên hạ, không sợ trời cũng không sợ đất. Nhưng Chúa lại đánh động họ, thay cho họ một chiếc áo mới là chiếc áo tín thác Khát Vọng. Họ đã chịu đau đớn dằn vặt mới có thể lột bỏ được quá khứ của mình, không màng đến những lời gièm pha nghi ngờ. Họ ngày ngày vươn lên đón nhận lòng thương xót, từ đó hăng hái phục vụ. Họ đã coi quán cà phê này như một mái nhà, là nơi để họ gắn kết với Chúa, nơi để họ cống hiến cho Ngài. Chúa ơi, đường lối của Chúa luôn luôn nằm ngoài sự tưởng tượng của con, ngoài xã hội. Người ta trọng vọng những ai có tài năng, có quyền lực, có danh vọng và nhất là có tiền. Nhưng đến với Chúa, cao cả nhất là những con người nhỏ bé thấp hèn. Có thể họ không toàn vẹn về mọi mặt,
nhưng trái tim được lấp đầy bằng lòng xót thương. Những chia sẻ của cô khiếm thị từ Lâm Đồng làm con suy nghĩ nhiều. Dù bị khiếm thị nhưng cô ấy vẫn luôn luôn nhìn thấy Chúa đi cùng mình, luôn nắm lấy bàn tay của Chúa. Còn con thì sao? Con có thể nhìn thấy mọi thứ, tình, tiền, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp. Duy nhất, chỉ có Chúa là con không thấy. Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa ở đâu trong khi con đang gồng mình chịu đựng khó khăn? Con chẳng cảm nhận được Chúa luôn ở đây, luôn bên con và nâng đỡ con. Chúa đã dùng con người như thế để loan truyền ơn cứu độ. Thật tuyệt vời biết bao. Cha chia sẻ, không ai tin những con người từng hút chích, nghiện ngập thì cha tin. Không ai thương họ thì cha thương. Giống như Chúa vậy. Không ai tin con thì Chúa tin con. Không ai thương con thì Chúa thương con. Chúa thương con đến nỗi đã dùng cái chết để cứu lấy con. Chết cho một người tội lỗi và kém tin này. Vậy còn lý do gì khiến con không tin tưởng họ? Còn lý do gì mà không dìm mình vào lòng thương xót Chúa? Và còn lý do gì mà con khép lòng lại, không đón nhận từng giọt xót giọt thương? Và còn lý do gì để con chối từ lòng thương xót? Con Ngọc Huệ, thiện nguyện tín thác. Tìm về nơi đây cầm tay xanh vai, xua đi hơn căm giận dỗi u hoài. Như hoa mùa xuân thương sắc tươi xinh, trao nhau vòng tay thân ái chân tình. Mau mau về bên cà phê khát vọng, ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Buông đi sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây mà đã là năm thứ hai kể từ khi quán cà phê khát vọng lòng thương xót ra đời. Quán không nằm ở chốn phồn hoa đô thị, ồn ào, náo nhiệt, mà nằm ở một nơi cách xa trung tâm Sài Gòn tầm một tiếng đi xe. Như cách Chúa chọn Giáng sinh nơi hang bò lửa, thì Chúa cũng chọn một góc khuất nhỏ trong một con hẻm để lòng thương xót của Chúa từ đây lan tỏa khắp nơi. Kỷ niệm 2 năm sinh nhật, 2 năm lòng thương xót được đặt để nơi một quán cà phê. Kỳ lạ nhỉ. Thường thì các quán cà phê được mở ra chỉ duy nhất một mục đích là kinh doanh, thu lợi nhuận. Nhưng ở khát vọng thì được thành lập để trao đi, để trao ban, để trao cho. Các đêm diễn không bán vé để thu tiền, không chạy quảng cáo khắp nơi để nhiều người biết đến, và cũng không bao giờ sợ dư chỗ ngồi, vì lượt khách đến quán mỗi đêm diễn luôn trong tình trạng quá tải. Ngược lại, diễn nguyện ở khát vọng lòng thương xót hoàn toàn miễn phí. Sau mỗi đêm diễn, khách tham dự còn được nhận quà mang về. Có khi là cành hoa, có khi là ngôi sao, có khi là chiếc mặt nạ, là cái bánh trung thu, là đôi đũa. Như câu hát, còn một chút gì để nhớ để thương. Con người ta đến khát vọng và mang lòng thương xót về nơi lòng mình, mang tình yêu về nơi trái tim mình, để rồi từ đó lòng thương xót ngày được lan tỏa đến khắp nơi khắp chốn. Khát vọng lòng thương xót luôn có một chỗ đặc biệt trong tim con. Là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tạ ơn Chúa vì con có cơ hội chứng kiến sự phát triển và thay da đổi thịt của khát vọng từ những đêm diễn đầu tiên cho đến bây giờ. Nhìn những bước đi chập chững ở những ngày đầu và nhìn lại chương trình giọt xót giọt thương mừng 2 năm sinh nhật đêm Chủ nhật 23 tháng 6 2024. Con thật sự cảm nhận được những cố gắng, nỗ lực của quán để ngày càng trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn trên con đường loan truyền lòng thương xót Chúa bằng một hình thức có một không hai này. Từ những chi tiết rất nhỏ như cách sắp xếp bàn ghế, đặt nước mỗi đêm diễn,
cách thức phục vụ cho đến âm thanh, ánh sáng, chất lượng máy quay, tiểu cảnh, trang trí trên sân khấu đều được hoàn thiện không ngừng. Đặc biệt là cách cha sắp xếp thứ tự từng tiết mục, cách cha dẫn nhập vào chủ đề luôn luôn mới, không đêm diễn nào giống đêm diễn nào. Điều này đã dạy con rằng mình phải luôn cố gắng, luôn sáng tạo, không bao giờ dậm chân tại chỗ, không bao giờ bỏ cuộc. Gặp khó khăn phải luôn luôn tìm cách giải quyết. Và khi đã có cách thì phải tự hỏi rằng còn cách nào hay hơn nữa không? Cái gì khó thì mình mới làm, vì dễ thì ai mà chẳng làm được. Một sự lột xác rõ nét khác là cách biểu diễn, giọng hát, hóa trang đều được chuẩn bị ngày càng chỉn chu hơn, từ trang phục, đạo cụ cho đến phong thái trên sân khấu. Mấy ai nghĩ được rằng đây là thành quả của những buổi tổng dượt chỉ vòn vẹn 2-3 tiếng? Mấy ai nghĩ được rằng các cô, chú, anh chị, các bạn trình diễn đều không nhận cát xê, nhưng lại luôn cố gắng hết sức mình, luôn hy sinh thời gian, công sức để chỉ mong muốn qua tiếng hát của mình, lòng thương xót của Chúa có thể chạm đến nhiều người hơn? Mấy ai tin được rằng những chuyện khó tin nhưng có thật ấy, những chuyện khó tin mà lại có thật đấy, có thật nhưng mà thấy nó cứ vẫn khó tin làm sao ấy, mấy ai nghĩ được như thế? Nhưng với Chúa mọi sự đều có thể, vì ở nơi đây chẳng có gì, chỉ có khát vọng, chỉ có lòng xót thương. Giọt xót và giọt thương, giọt máu và giọt nước đã hòa làm một, nhỏ xuống ly cà phê khát vọng lòng thương xót ngày đêm không ngừng, để nơi đây là nơi lòng Chúa thương xót giáng sinh, là nơi lòng thương xót được lan tỏa, là nơi chỉ duy nhất một đặc sản lòng thương xót. Bản thân con mỗi lần đến quán đều cảm nhận được cái gì đó rất tình, rất ấm. Các cô chú, các anh chị, các bạn nơi đây đều rất dễ thương. Đặc biệt là các chú, các anh nhìn bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn vậy thôi, nhưng lại rất dễ gần, rất vui tính, rất tình cảm. Luôn quan tâm hỏi han mỗi khi có khách ghé quán hay mỗi lần cô chú thân hữu đến hát. Họ tận tình dắt từng chiếc xe, cẩn thận bưng từng ly nước. Còn phải học ở các chú các anh một tinh thần phục vụ cho không, một tinh thần phục vụ quên mình, phục vụ vì Chúa Kitô. Quá khứ và những biến cố đã chẳng thể quật ngã được họ, mà ngược lại, Chúa đã dùng chính những điều ấy để biến đổi trái tim và tâm hồn họ. Giờ đây họ là những người hăng say, nhiệt huyết, mạnh mẽ và tràn đầy khát vọng. Một khát vọng vươn lên, một khát vọng tín thác, một khát vọng lòng thương xót. Có anh ở quán đã từng nói với con rằng bây giờ thì chỉ muốn đi phục vụ thôi, dính cái con đường này quá rồi, không thoát ra được con đường lòng thương xót. Con nghe và nhìn lại bản thân con, cũng đã 2 năm kể từ ngày con được làm con Chúa, con cũng cảm nhận được trái tim mình được biến đổi. Nhưng liệu tinh thần phục vụ có được cháy bỏng mãnh liệt như họ hay không? Đôi khi vẫn còn lưỡng lự, chọn lựa giữa quyền lợi cá nhân và việc phục vụ. Đôi khi còn vướng bận, luyến tiếc nhiều điều bên ngoài mà không thể toàn tâm toàn ý dấn thân cho con đường lòng thương xót này. Cầu nguyện cho mái ấm khát vọng ngày càng vươn lên, ngày càng yêu thương, ngày càng gắn kết, ngày càng kiên vững với sứ mệnh loan truyền lòng thương xót Chúa đến nhiều người hơn. Tất cả chúng con đều có chung một chí hướng, một niềm tín thác, một khát khao, đó là tình yêu và lòng thương xót. Cầu nguyện cho Cha vững tay lèo lái con thuyền khát vọng lòng thương xót này, dù sóng yên biển lặng hay phong ba bão táp thử thách ập đến, vẫn luôn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Một đêm diễn nguyện ấm áp, khát khao giọt xót giọt thương, vọng mãi tình yêu và lòng thương xót. Hà Mi thiện nguyện
tin thác. Tìm về nơi đây cùng nhau sẻ chia, gian nan ngày qua lầm lỗi trong đời, như mây bèo trôi trong gió chơi vơi, giang tay dìu nhau tới bến an bình. Mau mau về bên cà phê khát vọng, ấm áp tâm hồn tình thương mến thương. Buông đi sầu vương đời luôn khát vọng, với trái tim hồng tràn lòng xót thương. Nào hãy đến với Chúa, hỡi những ai đang khốn cùng. Nào hãy đến với Chúa, hỡi những ai đang loạn vương. Nào hãy đến với Chúa, hỡi những ai đang lỡ lầm. Nào hãy đến với Chúa, hỡi những ai đang